À, vâng, xin chào quý vị khán giả đã trở lại với kênh của Trúc Ngân. Thì hôm nay mình buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng xin cập nhật cái thông tin này hơi bị chấn động như cả nhà. Thì mới đây thì ở ngoài Hải Dương người ta đã có động thái cơ quan chức năng và cũng như là đã chính thức vào cuộc về cái vấn đề mà thông tin là YouTuber, nhiều YouTuber tụ tập hay là làm mất trật tự gì đó. Thì người ta đã mới đây thì báo chính thống cũng đã chia sẻ lên cụ thể để tránh những tình trạng như thế này, thì đã cử lực lượng để đảm bảo an toàn cho thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành. Thì và thứ hai nữa thì ở đây thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang cũng như Hải Dương đã chính thức vào cuộc. Thì mới đây thì mình cũng nghe thông tin chị Giao cũng chính thức thì anh em cũng hộ tống chị Giao gì đó ra ngoài Hải Dương. Thì mình chưa thấy không biết là ngoài đó như thế nào. Thì ở đây thì đã có một cái cuộc gọi, nghe nói là cơ quan chức năng người ta hỗ trợ. Rồi nghe có cuộc gọi là khi mà cơ quan chức năng nó hỗ trợ là đừng có đi đông người như thế nào đó. Thì có cái anh đại ca, ảnh cũng có nói là đi hay không là quyền của ảnh, không có thể sắp đặt được ảnh. Thì đó thì mình thấy cũng mắc cười. Và cái sự việc mình thấy á, mới đầu thì mình cũng nghe nói là muốn an toàn cho chị Giao, và cũng cái ngày đi cũng không biết ngày đi là ngày nào như thế nào kia. Thì mới đây mình cũng thấy là đi cập nhật tùm lum tà la rồi ha, trên đường một clip, tới nhà chị Giao một clip, và đặc biệt là lên tiếng là phải theo sự sắp đặt gì đó, và cũng như là phải nghe lời. Mình thấy mình cũng thấy mắc cười cả nhà. Mình làm sự việc thì mình thấy âm thầm đi rồi xong việc rồi về mình thấy tốt hơn, không? Xong việc rồi con cái sắp xếp cho nó ổn thỏa rồi xong rồi về. Còn đến cái đất lạ quê người mà đặc biệt đó thì phải chịu sự sắp đặt của cơ quan chức năng. Chứ mình là người dân, mình làm gì có quyền sắp đặt cái đó. Thứ nhất là người ta địa phương, người ta mới là người quyết định. Mình đến miền Nam, mình ra ngoài kia mà cơ quan chức năng người ta đã có sự quan tâm lo lắng cho chị Giao, cái sức khỏe chị Giao, tại sao mà lại là không chịu, còn phải nói là anh em tôi đem ra ngoài rồi này nọ. Chẳng lẽ bây giờ ở đó không có cơ quan chức năng hay sao mà sợ ra ngoài có chuyện gì phải đem nhiều anh em. Mình thấy cũng thấy cũng nhiều, thấy mình mới mắc cười cả nhà ha. Thì để chuyện đâu có đó, còn ở đất và nơi đâu thì cũng có cơ quan chức năng. Yên tâm, cái vấn đề không ai làm gì cho Giao cả. Và thậm chí cơ quan chức năng người ta liên hệ, người ta muốn hỗ trợ thì còn nói câu là nói không thể sắp đặt được. Vậy anh là người sắp đặt được hay sao? Mình không cần nói tên đâu, nói tên làm gì, phải không? Đó. Người nào giúp được cho chị Giao thì người đó tốt thôi. Giúp được thì càng tốt, chứ đừng cứ tỏ vẻ ra nguy hiểm đó. Quá rồi sau này làm không được việc đó thì mắc cỡ với người khác. Mình cũng có liên hệ với anh em của mình ngoài kia, người ta cũng ra, người ta cũng hỗ trợ thôi. Chứ ở đây mà xứ lạ ra ngoài thì không có ngoài kia hỗ trợ thì cũng chả làm được gì đâu, đúng không? Đừng có làm màu làm mè. Những cái sự việc này quyết định như thế nào chỉ có cơ quan chức năng làm việc được thôi. Chứ bây giờ anh không giúp đem ra ngoài kia thì cũng có biết bao nhiêu người người ta hỗ trợ. Mình không nói láo đâu các bạn. Có cái anh kia đã nói là chị Giao mà cần xuống máy bay á, cần giúp kêu xe 7 chỗ, cứ alo cho ảnh một tiếng, có số điện thoại sẵn luôn, alo người ta rước tới, sẵn sàng luôn, mà không có chuyện gì ra tới ngoài kia mà bị này bị kia, không có chuyện đó đâu. Cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc cái vấn đề này rồi thì không có chuyện gì mà nói cái chuyện gì xảy ra ở cái địa phương người ta đâu. Người ta luôn luôn giữ trật tự và luôn luôn bảo vệ nhân vật, mà đặc biệt là chị Giao là người bị hại, bị tên chồng vũ phu của mình bị hại, thì chắc chắn không có một cái thế lực nào mà có thể bao che được cho cái tên Luân này đâu. Thì ở đây thì mới đây á thì người ta cũng đã thông báo chính thức luôn nghe cả nhà. Thì ở đây để mình đọc cho quý vị khán giả nghe và để cho quý vị khán giả cập nhật kịp thời luôn nha. Ở đây thì đây. Và các anh em làm YouTube thì đợt này ra cũng cẩn thận và giữ trật tự nha. Tại vì ở đây
báo chính thống và địa phương cũng như là cơ quan chức năng ở ngoài kia người ta đã có động thái về cái vấn đề này rồi, thì để mình chia sẻ cho quý vị nha. Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang Hải Dương vào cuộc. Thì ở đây thì có cái công văn gửi đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ bảo vệ thai phụ bị bạo hành thời gian giải quyết trong vụ việc ở Hải Dương. Đó, sau thời gian dài bị chồng là anh Lương 37 tuổi ngụ ở Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương bạo hành dã man, thì chị Giao 36 tuổi trốn về quê tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Theo tìm hiểu phóng viên, chị Giao đã làm đơn gửi đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang cùng các cơ quan công an, các ngành chức năng nhờ giải quyết vụ việc. Tôi cũng mong các cấp lãnh đạo giúp tôi lấy lại công bằng, đưa Lương ra xử lý pháp luật để làm gương cho những người khác, chị Giao trình bày trong đơn. Đó, thì ở đó, ở đây thì ngày 18 tháng 5, bà Trần Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang cho biết đơn trình bày của chị Giao có nội dung: sau 3 năm chung sống, chị thường bị chồng bạo hành, đánh đập, chồng bị bắt phải vay nợ, nếu không vay thì chị sẽ bị đánh. Hiện tại con của chị mới 17 tháng tuổi nên chị muốn được quyền nuôi con cũng như đưa cháu về sống với mẹ, giúp chị được ly hôn. Phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Kiên Giang đã liên hệ với Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương nhằm phối hợp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và hợp pháp chính đáng cho chị Giao. Cùng ngày, bà Trần Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi đến Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành. Theo đó, Hội Liên hiệp tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo xác minh, nắm bắt thông tin vụ việc, có công văn gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành, đề nghị quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, có các biện pháp bảo đảm an toàn cho chị Giao và người nhà của chị suốt thời gian giải quyết ở Hải Dương. Đó, cái thông tin này thì chắc chắn yên tâm, chị Giao yên tâm rồi, không có chuyện mà gọi nguy hiểm hay là gì làm quá lên đâu ha. Cơ quan chức năng và phối hợp giữa Kiên Giang và cũng như Hải Dương thì không có cái chuyện ai có thể mà làm gì tổn thương chị Giao trong cái thời gian làm việc, thậm chí cả gia đình của chị nữa, không? Đó, Hội Liên hiệp Kiên Giang cũng đã liên hệ Hội Liên hiệp tỉnh Hải Dương nhằm phối hợp hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của chị Giao. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Thành phối hợp với các ngành chức năng địa phương hỗ trợ chị Giao sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị, động viên gia đình anh Lương đồng thuận để cho chị Giao được quyền nuôi con. Chắc chắn rồi quý vị, cái này khuyên thôi, khuyên để cho nhanh lẹ thôi, chứ thực chất ra cơ quan chức năng thì chị Giao chắc chắn được quyền làm mẹ, tại vì tuổi con mình mới 17 tháng tuổi thôi. Đó, chúng tôi cũng trân trọng đề nghị Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòn Đất, xã Mỹ Lâm đến gặp gỡ động viên chị Giao. Đó, rất là quan tâm cả nhà, và hai bên phối hợp luôn. Đây là một sự việc lớn ha, đáng quan tâm. Gia đình thống nhất phát ngôn trên mạng xã hội theo đúng sự thật, không đi định hướng dẫn dắt nội dung của cộng đồng gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ việc. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương nêu cũng đã theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, hiện tại có rất là nhiều đối tượng YouTube, TikTok về nhà của anh Lưng, chồng của chị Giao, gây kích động, tự ý xâm phạm quyền riêng tư, ảnh hưởng đến tâm lý chung của anh Lưng và cũng như chị Giao, các con riêng của Luân, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Bên cạnh đó, hướng dẫn chị Giao khi ra Hải Dương giải quyết vụ việc, tiến hành các thủ tục ly hôn, cần mang theo giấy tờ cần thiết cũng như thông tin nơi cư trú của chị Giao tại Kiên Giang. Hiện tại chị Giao chưa cắt hộ khẩu về gia đình của chồng. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cho hay đây là một cái thông tin mà cũng như là bên phía cơ quan chức năng người ta cũng đã cập nhật và cho hay cái tình trạng sắp tới ha, cũng như là cái chị Giao đang lo lắng về cái vụ việc khi mà ra đó thì sẽ như thế nào.
đất khách vì người, và đặc biệt là cái nỗi lo của chị và cái sự ám ảnh của chị suốt mấy năm qua, dẫn đến cái sự việc ra ngoài lại cái chỗ mà mình đã từng bị chịu những cái đòn giả mang của tên vũ phu này. Cho nên là cái việc khi mà ra đây chị rất là hoang mang và sợ, không biết có chuyện gì hay không nữa. Thì có nhiều người làm, không phải mình nói hết, mình nói một số thôi. Những người làm quá, trước khi đi làm quá cái vấn đề lên, rồi nào là kéo băng, kéo phái, rồi cả đóng ga để mà sợ cái nguy hiểm gì tôi cũng không biết nữa. Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan chức năng, cả hai bên Kiên Giang và Hải Dương, người ta đã lên tiếng phối hợp để sẵn sàng hỗ trợ chị giao xuống máy bay luôn. Thấy không? Chị giao xuống máy bay luôn. Ủa thì lý do gì mà phải lên mà nói ra rẻ vậy quý vị? Không? Tôi không biết là anh này giúp được cái gì, nhưng mà lên tôi thấy là ra rẻ thể hiện rồi đó. Không? Nếu mà anh không làm thì bao nhiêu người khác cũng làm, mà đặc biệt ở đây cơ quan chức năng người ta đã lên tiếng phối hợp hỗ trợ xuống máy bay là người ta ra rước. Tôi nói thật nha, ngoài cơ quan chức năng ra không có ai có thể bảo vệ mà cho chị giao an toàn được ngoài cơ quan chức năng cả. Có cái thằng nào, tôi nói với đơn giản thôi, ví dụ mà có băng đàn em của Lưng nó ra, đố nó có dám gặp cơ quan chức năng hay không, đó không gặp không, đại ca đại gì cũng không bằng công an hết trơn đó. Cho nên là việc anh đem 10 thằng 10 người hay là 100 người thì cũng không là cái gì, ngoài cơ quan chức năng là an toàn nhất cho chị giao. Và cũng cơ quan chức năng là mới là người có thể quyết định những cái vấn đề mà chị giao như thế nào ra sao thì phía cơ quan chức năng thôi, chứ còn mà trên tinh thần mình, thí dụ mình giúp chị giao thì càng tốt, nhưng mà đừng có làm quá lên, tại vì hiện tại tinh thần của chị giao cũng chưa có được là thoải mái lắm, đang lo lắng sự việc về ngoài đó có ổn hay không. Còn đây mình lo ngại, mình sợ chị giao không an toàn, mà tối ngày lên quay cập nhật tôi đi tới đây vậy. Tôi hỏi quý vị chị giao có an toàn hay không, và thậm chí không lẽ tới sân bay cái cập nhật tôi đang ở sân bay để cho mấy thằng kia nó đón, cho mấy thằng đàn em của Lưng nó ra đón, hay là để cho Lưng ra đón. Mình thấy có mắc cười, thí dụ mình giúp thì mình ra mình hỗ trợ, mình giúp cho xong việc đi, rồi mình muốn đăng thì mình đăng cũng đâu có gì đâu, đúng không? Mình có quyền chứ ai cấm mà đăng đâu. Nhưng mà cơ quan chức năng người đã lên tiếng rồi với những thông tin là đồn cho rằng là này cái kia, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chắc chắn là cơ quan chức năng đã siết chặt cái vấn đề này, thì cũng đã cử lực lượng để đảm bảo an toàn để cho chị giao được an toàn, cũng như là thậm chí cả nhà luôn. Cho dù bây giờ thời gian này có như thế nào thì nhà Lân cũng, cơ quan chức năng người ta cũng bảo vệ, chứ đâu có thể mà mình làm bậy bạ được, nặng tay xuống tay gì cũng đâu có được, đúng không? Tại vì đến thời điểm này mà nếu mà cơ quan chức năng người ta đã lên tiếng như vậy, mà nếu mà ví dụ anh em thì làm công tác thì ai cũng biết mà, mình đến mình quay ở cái khu vực nào thì có thể được, còn cái khu vực Hải Dương trong cái vụ việc này vụ lớn mà công an đã vào cuộc rồi, mà nếu mà hôm đó mà tụ tập nhiều là hơi bị mệt nha cả nhà. Thì đây là thông tin của báo chính thống, báo Dân Việt mới lên, cũng đã đưa lên rất là cụ thể, và Hội Liên Hiệp của Kiên Giang cũng như là ở Hải Dương đồng loạt cùng kết hợp lại với nhau để mà vào cuộc. Có nhiều người thắc mắc là hỏi sao không vô, không cơ quan nào vô, người ta vô người ta cũng đâu báo cái gì đâu, người ta cũng âm thầm, người ta làm xử lý thôi, cơ quan chức năng người ta làm theo cái thông tin người ta phải bí mật, chứ đâu phải cái lúc nào cũng thông báo quý vị. Thì ở đây thì mình cập nhật cho quý khán giả ha. Thì ở đây thì rõ ràng thì câu chuyện này thì chị Giao cũng đã làm cái đơn gửi cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ và của Kiên Giang và Hải Dương, thì người ta chính thức vào cuộc và người ta liên hệ đến Hải Dương để kết hợp để mà cho hay cái thông tin ngày 17 tây 22 tây này chị ra thì trong cái tư thế an toàn nhất ha. Hầu như là bên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ người ta hỗ trợ về mặt giấy tờ luôn nha cả nhà ha, không có ai đâu mà giúp đâu. Chỉ có nhiều người thắc mắc là nói tưởng đâu là một người nào giúp, nhưng mà thật chất đó là cơ quan chức năng, cơ quan chức năng Hội Phụ Nữ, Liên Hiệp Phụ Nữ của Kiên Giang, người ta đến thăm hỏi và người ta giúp đỡ. Và giấy tờ đó không phải một ai nào hay một anh đại nào có thể làm ra được, chỉ có cơ quan chức năng người ta mới làm được cái miếng giấy gì đó để cho chị lên sân bay đi máy bay được thôi, chứ không có anh nào làm được đâu, đúng không?
Có nhiều người không hiểu, nhầm tưởng là tỉnh anh làm, nhưng mà thực chất là hội liên hiệp phụ nữ người ta đến, người ta liên hệ đi giúp đỡ rồi, người ta làm cái giấy đó để cho chị Giao có thể đi được, chứ có ai mà anh nào mà đứng ra làm được, đúng không? Chỉ có cơ quan chức năng người ta làm được thôi đó, người ta cũng nói rõ rồi. Thì cái vấn đề mà chị Giao cũng đã làm ở trong cái bài báo này thì trình báo là chị Giao 3 năm chung sống với cái anh Luân này ở Hải Dương, thì anh này thường xuyên bạo hành hay là đủ thứ hết. Rồi nói chung là thông tin thêm thông tin này nữa để cho quý vị khán giả có thể biết luôn. Thì mỗi người tên Lưng thì trước khi gặp chị Giao là cũng đó hai đời chồng trước rồi, cũng có con cái thì là nghe nói là 8 đứa đó chị cả nhà nha. Người đầu thì 6, người sau người thứ hai là 2 là 8, thêm chị Giao 2 nữa là 10 đó. Thì theo thông tin của báo chí thì chị Giao có cậu con trai là 17 tuổi sống cùng chồng ha, theo chồng nha cả nhà, theo chồng trước cũ của chị á. Thì chị Giao cũng đã trong cái đơn này thì chị Giao yêu cầu là người chồng phủ phu của mình quên ly hôn và cũng như là được cái quyền nuôi con đó. Thì xem xét nêu đơn thì công an ở Kim Thành Hải Dương cũng đã mời chị Giao ra làm việc, cũng như là tên Lưng ra làm việc ha. Thì ở đây thì thông tin ta để là hội nghị liên hiệp phụ nữ ở Hải Dương kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết và trước mắt là đảm bảo an toàn của chị Giao khi ngày ra Hải Dương đó. Và ở đây cũng gửi công văn cho hội liên hiệp, nói chung là khi mà vào cuộc thì người ta gửi tất cả luôn ha. Cái đơn của chị Giao thì ngày hôm qua mình cũng có đến nhà mình hỏi thông tin cập nhật, thì chị Giao cũng đã gửi những cái bằng chứng hình ảnh video để cho cơ quan chức năng người ta ở ngoài đó xử lý luôn trước khi chị ra. Tại vì thứ nhất chị chậm trễ là do cái vấn đề là không có giấy tờ ha, cũng do là cái thằng do cái tên Lưng giữ lại rồi, cho cái việc mà đi ra ngoài đó thì khó khăn trong cái vấn đề mà đường xe thì nó xa quá, rồi sức khỏe chị yếu cho nên là phải chờ cái làm giấy để đi được lên máy bay thì nó chậm trễ như vậy không phải. Ông giao chồng ông ra ông vô đây rồi ông thấy vậy ông thương ông gửi chuyển phát nhanh thì đâu có cần phải làm cho lâu dài vậy, đúng không? Tại vì lên sân bay là lên máy bay là phải có giấy định danh mà là giấy căn cước có hình ảnh rồi người ta mới quét ra được, còn khi khơi thì khó lắm cả nhà, đúng không? Cuối cùng thì cũng mừng cho chị Giao cũng đã xong cái vấn đề mà thủ tục đó rồi ha. Thì ở đây á, thì chị Giao thì cũng ở đây được hướng dẫn được hỗ trợ và ổn định tâm lý ha, cũng như là thủ tục rồi để cần thiết để cho chị có thể đi ra ở ngoài Hải Dương ha. Thì đây là thông tin là chính xác ha, của cơ quan chức năng rồi hội liên hiệp phụ nữ người ta đưa lên là người ta hỗ trợ chứ không phải ai một ai đó cá nhân nào đó hỗ trợ đâu nha. Đó, cái nào đó rõ ràng trong cái báo chí đàng hoàng không, đừng có ở đây mà thể hiện đó. Thì ở đây ngoài sự vào cuộc của hội liên hiệp phụ nữ, công an huyện Kim Thành đã mời chồng của chị Giao đến làm việc, đồng thời thu giữ vật chứng liên quan đến vụ việc tại nhà của anh này. Thì đây thì báo Dân Trí người ta cũng đưa tin chị Giao từng có một đời chồng, qua mai mối chị quen biết và kết hôn với anh Luân này ở Hải Dương, thì sau đó chị dọn về sống chung. Ban đầu cả hai sống hòa thuận, từ khi làm ăn thất bát, anh Luân thay đổi tính nết thường xuyên bạo hành vợ. Theo lời khai của thai phụ, hơn một năm nay anh Luân bắt chị vay tiền để nạp game, nếu không nghe lời sẽ tác động vật lý dã man bằng cách thắt lưng ha, bằng thắt lưng nè, dây nịt cơm điện, móc phơi đồ quần áo, thậm chí còn phun cồn để lên người của chị rồi sử dụng hột quẹt. Và đa số những lần hành hung anh Lưng đều nhét dẻ vào miệng không cho chị Giao kêu la. Tối ngày 10 tháng 5, phụ nữ vác bụng bầu hơn 7 tháng bay vào thành phố Hồ Chí Minh mượn tiền đồng nghiệp cũ, lúc này có chồng đi cùng. Do không mượn được tiền, anh Lưng tức giận mắng chửi và do sẽ xử hết cả nhà vợ nên chị tìm cách trốn chạy.
Gần hơn 10 giờ đêm hôm sau, chị Giao may mắn trở về mẹ ruột trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, trên người đầy vết thương mới và cũ. Thì ở đây thì đó là những cái điều mà chị Giao cũng đã chia sẻ cụ thể với cơ quan chức năng. Và hiện tại thì theo thông tin là đã có giấy và cũng như là những cái tờ tố cáo của người chồng của mình đã đi đến Hải Dương và thậm chí là gửi ở hai nơi nha cả nhà, để cho quý vị có thể hiểu hơn. Gửi hai nơi, thậm chí Kiên Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Kiên Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Hải Dương. Người tại vì ở đây người ta khi mà chị thấy tình trạng của chị, người ta đến nhà, người ta hỏi thăm, và ở Kiên Giang người ta rất là lo lắng khi thông tin này diễn ra trên mạng xã hội, thì người ta nghe đến hỏi thăm cũng như là hướng dẫn cho chị cái cách làm như thế nào để tốt nhất và hỗ trợ liên hệ đến ở ngoài kia. Thì mọi sự lo lắng của chị Giao đến lúc này thì cả rất là nhiều cô chú quan tâm cái sự việc mà có an toàn hay không. Thì nói đến thời điểm bây giờ chính thức thì bài báo này đăng lên 1 giờ, thì chính thức thì cơ quan chức năng người ta đã cho hay là điều động ở hai phía Kiên Giang cũng như là ở ngoài Hải Dương, người ta hỗ trợ trong cái việc mà đi lại của chị Giao, bảo đảm an toàn đến khi hoàn thành cái sự việc. Thứ nhất là chị Giao yêu cầu muốn ly hôn với tên này, và thứ hai là tố cáo. Điều thứ ba nữa là muốn được quyền nuôi con của mình. Đó, thì đó là những cái thông tin mà hiện tại em muốn cập nhật đến quý vị khán giả ha. Thứ nhất bây giờ là chị Giao yên tâm khi mà ra tới ngoài đó có cơ quan chức năng người ta lo rồi, không có một anh đại hay một anh nào mà nói là cái gì nữa hết trơn, không? Mình ra ngoài để mình mục đích đã gì, mình đâu phải đi làm anh đại rồi đi ra ngoài ẩu đả với nhau đâu. Mình đi ra ngoài để mình chủ yếu chở thôi, chứ còn vấn đề an toàn thì nói rồi, cơ quan chức năng người ta lên nói rồi luôn rồi, khỏi có phân vân vấn đề sợ sệt rồi tới đó không biết có sao rồi kêu nhiều người này nọ, đúng không? Đó, khó kêu ra ngoài cơ quan chức năng người ta lo, thậm chí lo cả cái gia đình của chị Giao luôn nữa. Còn cái việc mà ra ngoài đó mà lộn xộn thì bị hốt lên đồn luôn, thì gán chịu nha. Đó rồi, thì đó là những cái cập nhật chiều nay mình muốn gửi đến cô chú bác anh chị và nóng và hot nhất. Bây giờ em cũng xin chào và hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo. Nhớ ủng hộ sản phẩm trên kênh em bán nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn lại. Mọi thông tin quý vị cần chia sẻ thì quý vị có thể liên hệ số điện thoại trên màn ảnh.